Dạ, em xin chào chị em mình ha. Hôm nay em tiếp tục rap cho chị khách ở quận 9, 5 máy. Trước tiên là một con máy giắt đầu tấm nha, về cho chị khách may áo trẻ em. Đấy. Tiếp theo là anh thợ kỹ thuật bên em là đang rap một con máy giắt sổ Yuki, con này là cắt chia tự động nha. Và tiếp theo là con máy Huy 781, Huy liền trục đó. Và hai con một kim. Một kim điện tử nha. Đây. Bên em hiện tại là đang lắp lên bàn giao cho chị và quay video lại cho anh chị em mình tham khảo. Đây, 5 máy. Đây. Anh chị em mình có nhu cầu còn tư vấn các dòng máy để về mình lắp lên tổ hợp mình á thì cứ liên hệ lên công ty em ha. Địa chỉ của công ty em là 512/1 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ qua số điện thoại là 0939 843 160. Xin gặp anh Hải nha. Kỹ thuật bên em đang đắp máy bắt sổ các chỉ nha. Con này là Yuki 9000, mua đem máy là 6800 nha. Máy này toàn bộ là máy mới 100% hết. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nha. Nếu anh chị có nhu cầu cần tư vấn, cần lên tổ hợp máy lớn, vừa và nhỏ thì cứ liên hệ bên công ty em ha, để em được báo giá và tư vấn cho anh chị. Em xin kính chào.